Trời ơi, sao cậu lại dám tới đây? Làm gì mà ông sợ tôi như sợ con hủi vậy? Hay là bây giờ qua giúp ông lại rồi không thèm chơi với tôi nữa? Thôi, có gì thì nói mau đi, rồi đi nhanh giùm tôi. Ok, tôi tới đây để hỏi một chuyện này thôi. Tôi và ông Lợi đều làm ăn chung với ông. Ông Lợi sòng phẳng với ông thì tôi cũng vậy thôi. Tại sao ông lại đối xử bên trọng bên khinh vậy? Tôi xử sao mà cậu nói như vậy? Ông còn giấu tôi nữa hả? Ông Lợi lên đây nói một tiếng, ông tìm đủ mọi cách hợp thức quá giấy tờ để lo số gỗ lậu trọng. Còn tôi mang tiếng là ông bảo kê, nhưng rốt cuộc những số gỗ của tôi không có giấy tờ gì hết, buôn bán cũng khó nữa. Đừng so bì như vậy. Vạn Lợi là một doanh nghiệp nổi tiếng ở Sài Gòn, người ta cũng cần có bộ mặt của người ta. Còn cậu hồi nào đến giờ đã bất chấp luật pháp, rồi còn bày vẽ để làm gì? Ông nói vậy còn sao được? Thôi được rồi, cậu cứ về đi. Cần giấy tờ số lượng bao nhiêu tôi sẽ cố gắng. Cậu yên tâm đi về nha. Mày không được làm như vậy. Tôi không muốn giết nó, nhưng nó bước tới một bước tôi sẽ bắn nó. Ngâu à, con đừng, con đừng, con đừng, con à, con nó có súng nguy hiểm lắm. Ba, tại sao thằng nào xuất hiện ở đây? Tại sao? Ba nói đi, tại sao bà lại giao du với nó? Bà biết nó là kẻ giết cha mẹ của con mà. Bà nói đi. Ba, bà nói đi. Thức con, mày lấy quyền gì trước chứng ba tao? Thức à, mày biết ai đã nuôi mày khôn lớn như ngày hôm nay không? Thức, con không được làm như vậy. Ba, bây giờ mà ba còn bính được cái thằng còn ăn cháo đá bát này nữa hả? Đồ khốn nạn, biến ra khỏi nhà tao mày. Dành đồ chơi của anh, đi chơi ba. Con ngồi xuống đây. Đây, ba gắn lại cho con nha. Con ngoan ha. Dạ. Đây là đâu? Sao ba lại dắt con tới đây?
Đây là ngôi nhà cũ của ba, vừa mới được sửa chữa lại. Ba muốn tặng nó cho con. Cho con? Phải. Ba không muốn con tiếp tục ở trong ngôi nhà gỗ của ba mẹ con ngày xưa. Ám ảnh của quá khứ sẽ tác hại đến tinh thần của con. Ba mẹ ruột của con gặp nạn chết từ sớm. Ba nuôi con cho đến ngày hôm nay. Công ơn đó con chưa trả hết cho ba, thì làm sao con dám nhận ngôi nhà này? Chính vì con thiệt thòi như vậy nên ba mới bù đắp cho con. Hơn nữa con cũng cần có một chỗ tươm tất để con còn lấy vợ nữa chứ. Nhưng... Con à, con đừng từ chối ba. Đó là tài sản của ba, ba có chết cũng không mang theo được. Nhưng còn em Thức, con ruột của ba, sao ba không cho nó? Thức đã có phần của Thức rồi, con đừng từ chối ba nữa. Cương, có chuyện gì vậy con? Cương. Cương. Ba hiểu. Lúc này cũng đang suy nghĩ như thế nào vậy ba? Đúng. Đó là điều duy nhất. Ba đã giấu con khi nhận con về làm con nuôi. Ai cũng biết ngầu là kẻ sát hại ba mẹ con. Nhưng có một điều có lẽ chỉ một mình ba biết, là ngay sau đó khi con còn bé, hắn đã muốn thủ tiêu ngay cả con để diệt trừ hậu họa. Nếu không có ba ngăn cản thì bây giờ con không có mặt trên cõi đời này. Thằng ngầu nó nể ba như vậy sao? Nó không nể mà sợ. Trong cuộc sống có những mối quan hệ ràng buộc mà đôi khi mình phải tuân thủ để làm tốt công việc. Thời nào cũng có lâm tặc. Đôi lúc kiểm lâm cũng cần có quan hệ với bọn lâm tặc để biết đường đi nước bước của bọn chúng, mục đích để nhằm hạn chế thiệt hại của xã hội. Có lẽ con không đồng ý với ba, nhưng hãy nghĩ xem, nếu không có mối quan hệ đó thì con đã không còn sống đến ngày hôm nay. Giỡn không con? Ba cố tình làm này cho con với con Tiền ăn đó. À, mấy ngày nay nó ủ rũ không chịu ăn uống gì hết trơn con.
có chuyện này con muốn nói với bác. Tuyền nó... Tuyền nó làm sao? Nó là gây phiền phức nữa phải không? Bác biết mà, nó hậu đậu lắm. Thôi, ăn sáng đi. Để bác kêu nó ra ăn. Tuyền ơi! Tuyền! Dậy đi con! Ngủ cả ngày rồi! Dậy ăn chút gì đi! Tuyền! Tuyền ơi! Con có làm sao không con? Tuyền! Tuyền! Tuyền ơi Tuyền! Tuyền ơi! Bà Liễu! Chuyện gì vậy ông? Mấy bữa nay không tới bà giờ Tuyền đến lớp, làm tụi tôi lo quá trời lo luôn. Con ơi! Con... Làm sao để cho con Tuyền nó mở cửa giùm bác đi? Không biết nó làm gì, trọng bác lo quá. Nó khóa trái cửa rồi. Tuyền ơi! Mở cửa đi Tuyền ơi! Tuyền ơi! Tuyền ơi! Mở cửa đi Tuyền! Tuyền! Tuyền ơi! Tuyền! 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 Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho bà nghe nè. Bà mở cửa đi Tuyền! 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 Tuyền ơi! Con mà không mở cửa bà đập cửa đó. Chắc Tuyền có chuyện rồi bác ơi. Tuyền! Đập cửa đi! Tuyền! Mở cửa! Tuyền! 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 Tuyền ơi! Tuyền có sao không Tuyền? Bà bị sao gì vậy? Tuyền! Bác ơi! Trời ơi con ơi, sao con dậy giờ mà xanh vậy nè? Tỉnh lại đi Tuyền. Tuyền. Để con. Alo, cấp cứu hả? Cho một xe đến số 66 xuyệt 17 đường Kha Vạn Cân. Bác sĩ, bác sĩ, con gái tụi con sao không bác sĩ? Cũng may là đưa đến đây kịp thời, chứ nếu không thì... Vậy còn đứa bé trong bụng sao hả bác? Chúng tôi đã làm hết sức để cứu người mẹ, nhưng đứa con thì không giữ được. Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa ổn định. Mọi người phải tạo điều kiện để cho cô ấy được nghỉ ngơi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Chú bác. Trời ơi, sao nó ngu dữ vậy trời. Bác ba đừng buồn nữa, Tuyền không sao là may rồi. Tôi sẽ không tha thằng Sở Khanh đó đâu. Ông tính làm gì chứ? Tôi sẽ giết hắn ta. Cậu cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Anh là người nhà của hắn, tất nhiên sẽ bình vực cho hắn rồi. Tôi cũng như ông, đều rất lo cho Tuyền, nhưng mà cần phải bình tĩnh. Nếu hắn không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ không để yên cho hắn đâu. Thôi thôi thôi, tụi con đừng cãi giả nhau chuyện của con Tuyền nữa. Tại vì bác nuông chiều nó quá mới ra cớ sự như vậy nè. Thôi, để bác ra hàng trước mua cái gì cho nó ăn, lấy lại sức. Con đưa bác đi. Thôi, Liễu ở đây với mọi người đi, để tôi đưa chú ba đi. Đi chú. Em vào xem Tuyền như thế nào. Chuyện gì qua rồi, cố mà quên đi. Còn người